Hello, xin kính chào Việt Vision và chào các anh chị trong nhóm Việt Vision, bà con, cô bác. Hôm nay tôi cũng chia sẻ vài điều về cái bọn ba que này nha. Thì bắt đầu hôm nay á, thì tôi đáng lẽ đó là tôi không có nói cái chuyện này, nhưng mà tôi cảm thấy là tôi phải cần nói lên sự thật đó, là tại vì tôi cũng còn ba đứa em bà con này. Đây là ba của nó hồi xưa là thiếu quý của ba que đó, Việt Nam Cộng Hòa đó. Nếu mà ba đứa em có nghe thì thông cảm cho chị sẽ nói sự thật, chị sẽ lột cái mặt nạ của ba que ra. Thì ba đứa em đừng buồn chị ha. Thì hôm nay á là để Kimmy kể cho các anh chị nghe. Thì tôi á là tôi kêu cái ông này á là bằng ông, mà ông tôi kêu bằng ông Út. Thì bà Út của tôi á là bả đó, là bên ổng á là bên tôi, còn bả là do như là bà dâu thôi đó. Thì bả là bên 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 làm phận làm dâu đó đó. Còn ông Út á là mới là ruột của bên gia đình của ông ngoại tôi. Thì ông Út này á là ổng có bà mẹ là bà hội đồng. Thì bà hội đồng này á bỏ tiền ra mua cho ổng cái chức đại quý, đi làm đại quý thì không có làm cái việc gì khác là đi cái vùng này tới cái vùng kia, là chỉ có chơi gái thôi đó. Cho nên bà Út của tôi rất là khổ sở ha. Thì có một lần thì sau này đó, vì đi vượt biển, không phải đi vượt biển vì là sợ cộng sản, mà đi vượt biển vì sợ vùng này vùng kia, miền này miền nọ, gái gú rồi con rơi con rớt á, rồi họ tới họ trả thù, họ vay họ bắt ổng. Ổng đi để mà ổng trốn cái chức mà thiếu quý ăn chơi của ổng đó đó. Thì ổng mới bỏ là bà Út tôi và ba đứa con ở lại Việt Nam, ổng qua đến bên Úc. Thì trong cái thời gian đó đó thì bà Út tôi ở nhà mới kể cho tôi nghe là hồi xưa đó, tại vì tôi hỏi chứ ủa tại sao mà ổng đi 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 lính như vậy, mà ở nhà này đâu có ai đi đi lính như vậy, mà ổng đi theo cái đám cái bọn ba que ác độc này, đi theo Ngô Đình Diệm này để giết hại đồng 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 bào ta. Thì bà Út tôi mới nói là không, ổng không có giết hại ai chứ, ổng đi theo để ổng chơi gái. Ổng đi, tôi nói nó tồi tệ đến nỗi mà với có tiền ăn đó, có tiền ăn lãnh lương đó để mà nuôi gái đó. Thì tồi tệ đến nỗi mà bà Út tôi á bà mới nói cho tôi nghe rằng bà nói là đi lính mà gái ở cái vùng nào đó thì là biết hết á. Nói xin lỗi, phải cho tôi nói thật cái này, tôi phải nói thật là coi như đó là gái ở vùng miền nào đó, cái vùng kín họ như thế nào đó, thì ông chê bai như thế nào ông nói đó, ông về ông khai ra không còn cái gì hết á. Đó là lính của thằng Diệm đó, con cháu của thằng Diệm nha ha. Thì cái tật mà dâm đảng mà ăn uống rồi vui chơi này kia nọ, đi lính để lấy tiền mà ăn mà hưởng thụ đó, đó chính là trong nhà của phía bà con bên ngoại tôi ha. Đó thì là tôi cũng nhìn thấy rõ, tôi không có mà nói sai một cái gì hết. Tôi nhìn sao tôi thấy vậy hả. Rồi không rồi đó, còn những lúc đó tôi được sống gần ở những cái người mà các cô các chú bộ đội đó đó,
thì tôi thấy hai cách sống của người ta rất là khác lạ. Họ chia sẻ, họ đùm bọc, họ thương yêu lẫn nhau, họ chia cho mình từng miếng cơm manh áo, họ rất là thương thương dân và thương mà bà con lối xóm đó. Thì hai cái cách sống á của cái người Việt Nam Cộng Hòa đó với lại là của Đảng Cộng sản Việt Nam á, là tôi thấy và tôi hiểu, tôi nhìn, tôi thấy rõ ràng đó, là cái cách sống của họ đó, một cái đó cũng giống như á là hồi xưa đó Bác Hồ đâu có biết là ở trong miền Nam này á như thế nào, nhưng mà Bác Hồ cũng tìm hiểu, Bác Hồ biết hết trong miền Nam như thế nào. Là tôi á là nghe đó là rõ ràng bà ngoại tôi nói đó, là Bác Hồ gửi một cái lời nói về cho miền Nam là kêu đồng bào miền Nam của mình hãy yêu thương đùm bọc dân tộc Khmer, hãy coi họ là máu là mủ của dân tộc của mình, người Việt của mình ha. Còn cái bọn ba que độc ác này á thì á, chính mắt bà ngoại tôi chứng kiến rõ ràng, bà ngoại tôi hồi nhỏ dẫn tôi đi đó, chứng kiến rõ ràng thì là vợ của mấy thằng ba que đó nó ngồi trên xe, nó mặc áo dài, nó đưa đón con nó đi học đó, thì có một cái người đàn bà Khmer đó ở Long Xuyên á các anh chị, người Khmer đó tội nghiệp lắm, họ bán trái thụy nè, họ bán quả thụy á, rồi họ bán cái khoai từ, rồi họ bán cái khoai mà nó có cái khoai gì mà nó dài dài á mà họ kêu là cái khoai cái củ khoai không 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 phải củ sắn nha, mà cái củ củ này nó dài dài mà nó kêu bằng cái khoai lùng. Tôi chỉ nghe là miền Nam họ kêu là khoai lùng, cho nên nhiều khi tôi nói không biết các anh chị ba miền không có hiểu được cái củ khoai này không. Thì cái củ khoai này cái hình nó dài khoảng hơn 1 tấc mà cái bề tròn nó bự khoảng bằng cái ngón chân cái và một cái ngón tay cái, thì họ ngồi ngay trước cửa nhà của vợ ba que đó, ngay cái sân thôi chút xíu thôi họ bán. Thì vợ mấy thằng ba que này nó ra nó đuổi, nó chửi người ta, nó khinh khi người ta, nó kỳ thị người ta, nó chửi người ta là cái đồ con mên thằng thổ. Thì tôi hỏi các anh chị nè, Bác Hồ kêu phải coi đồng bào Khmer là máu là mủ là thương là đùm bọc họ, phải thương yêu họ. Còn bọn ba que đó nó đặt cho cái biệt danh của cái bọn mà người mà dân tộc ở miền Nam á, thì nó đặt cho là cái biệt danh là cái gì mới nói quên nè, cái biệt danh là đó, thì nó đặt cho là một cái biệt danh á như vậy. Còn người á, cái biệt danh của người miền ngoài dân tộc thì nó kêu là rừng rú mang di mọi rợ, nó chẳng thương ai hết, cả người Việt Nam nó cũng không thương à, nó không thương người Việt của nó của mình đây, nó vẫn hành hạ, nó vẫn bỏ tù, nó vẫn chém, nó vẫn giết, nó vẫn là vu oan vá họa, để mà nó nghi ngờ thì nó giết, nó chém, nó chết đó. Thì tôi hỏi á đó, tôi hỏi các anh chị thì làm sao mà dân tộc và tất cả các người miền Nam, các người Việt Nam của chúng tôi không thương, không quý Bác Hồ, không thương Đảng Cộng sản Việt Nam, làm sao không thương được hả? Trong khi á những cái ngày tháng các anh giải phóng, các chú mà giải phóng quân cũng vậy, mà các chú mà ở cái chỗ nào thì các chú chia sẻ cho những cái người dân á, họ giúp đỡ, họ trồng lúa, họ làm đủ thứ với người dân hả. Rồi ở giống như cái vùng mà ở trên An Giang, cái vùng của tôi đó, thì có một cái lúc mà giặc giã tới đó, thì các chú bộ đội đó rất là thương yêu cái người dân, bảo vệ người dân, cho người dân những chén cơm manh áo. Cái lúc mà mẹ con tôi á dẫn tôi đi đây đi đó đó, đó thì là lúc nào gặp các chú bộ đội cũng cũng giúp đỡ đó cho mẹ con tôi.
thì là làm sao mà không nhớ được hả cái ơn cái nghĩa của mà Đảng Cộng sản Việt Nam hả. Rồi đây để tôi có một cái câu chuyện này là tôi chia sẻ luôn. Đáng lẽ đó là tôi nói mấy cái này lâu rồi nhưng mà hôm nay á, sẵn dịp đây tôi chia sẻ luôn. Hồi xưa đó tôi có một cái gì ba này á, là gì ở gần gần xóm của mẹ tôi thì dĩ có một cái đứa con lai thì dĩ mới ngồi kể cho là tụi tôi thì cũng năm sáu đứa ngồi chơi với dì thì dĩ kể cho tôi nghe dĩ nói là trời ơi dì không có phải lấy Mỹ giống như mẹ của con đâu. Lúc đó dì còn nhỏ lắm, dì không có biết cái gì hết trơn á. Thì vợ của mấy cái thằng ba que này nè, nó dụ dì, nó cho dì ăn kẹo. Xong rồi nó nói, nó dẫn dì đi á, lên trên, trên nó nói là đi lên thành phố đó, đi lên Sài Gòn đó, hồi xưa khi Sài Gòn đó, đi lên đó đó, làm việc đi. Rồi cho kẹo cho đồ ăn gì đó rồi cái gì mới đi theo. Đi theo xong á nó đưa gì đi vô để mà vô cái động á để làm trong đó thì dĩ nói á, vô tới đó dĩ đâu có biết đâu thì làm đến khi mà dĩ mang cái bụng bự thì nó đuổi dĩ đi ra thì trong lúc mà dĩ mang cái bụng bự đó đuổi dĩ thì nó cho dĩ một mớ tiền đem về nhà đó thì về tới nhà đó là về Long Xuyên đó thì má của dì mới la dì mới nói là trời ơi mày đi đâu mất gần cả năm nay bây giờ mày về mày mang cái bụng như vậy vậy thì là chồng mày ở đâu chồng mày là ai thì là dì ba này nói là tôi không có chồng bị người ta đưa vô động như vậy đó rồi bây giờ là thì cái má của dì ba này mới hỏi vậy là trong bụng mày là con của ai thì dì ba này nói là tôi không biết là con của ai nữa bị gì thằng nào vô động mà thằng nào cũng quan hệ chân á Nhật cũng có người gì gì cũng có quan hệ chân á bây giờ tới ngày đẻ đẻ ra con gì thì nó ra con nấy thôi à hả cái bọn của bay đó cái bọn Việt Nam Cộng Hòa tụi bay ác như vậy đó thì sao mà gì này đẻ đứa con ra thì sao mà ra nhầm đứa con lai nhầm đứa con lai Mỹ thì là mới biết con Mỹ thì vậy cũng nuôi rồi má gì cũng nuôi nuôi sống lên thì dì cũng sau này thì cô đó cũng đi qua Mỹ rồi đó thì từ cái ngày đó thì dì nói là cuộc đời của dì là tàn hoa bại liễu luôn đó bọn bay đó bọn ba que độc ác bay hại gái Việt Nam bay đem đi bán đi làm cho người Việt á một cô gái á 15 16 tuổi bọn bay hại cho tàn hoa bại liễu. Còn bây giờ đó, thời nay á, bay chỏ mỏ về Việt Nam, bay chửi, bay nói là gái Việt Nam này kia nọ. Cái đó là cái tự do, cái quyền của họ, họ muốn đi lấy chồng họ đi chứ Đảng Cộng sản có bắt buộc họ giống như bọn bay bắt buộc gái đi 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 hại người ta gì không? Bọn bay bắt người ta đi làm điếm làm đĩ không? Hả? Đảng Cộng sản người ta đâu có bắt đâu. Trong nhà cha mẹ nó dạy nó làm gì nó làm nó nuôi với nhau nó sống với nhau nó làm gì làm chứ đảng lo việc nước việc nhà lo tùm lum chuyện trơn đâu có lợi nhà nó lo bắt nó ở nhà đừng đi lấy người ta hả mà bọn bay hồi xưa bắt người ta vô động đỉ làm đỉ để lấy tiền cho bọn bay ăn hả còn đây à nó đi nó không có thích thì nó đi ra ngoài nó làm việc rồi nó quen nhau nó kiếm nhau nó lấy chồng lấy vợ mắc mớ gì đảng cộng sản của tao hả mà bây giờ bọn bay ra rả bay chửi hả còn như nè còn như tôi chia sẻ cuộc đời mẹ tôi nè mẹ tôi học lớp 11 thì cũng có cái con này nó làm trong cái công việc gì của ba que nhưng mà ba của tôi á là không có phải là cái lính mà ăn tạp. Ba tôi á là cái ông Mỹ này ổng chuyên nếu mà tôi nói ra là ba que biết liền hả ba que ba của tôi làm việc ở Cần Thơ á là dạy cho một cái trường dạy cái gì đó bây giờ tôi còn giấy tờ tôi còn hình của ổng luôn à là đưa cho mỗi người một khi mà dạy bao nhiêu tháng đó thì chính tay của ổng cấp cho người một cái bằng
một cái bằng rồi đứng đó, đứng đó mà chụp hình chung với ổng ra một khóa đó, chắc là dạy cái bằng á, cấp cho cái bằng cái khóa đi giết người đó, người Việt đi giết người Việt đó, chắc là cái bằng đó đó. Thì ba tôi là cái người làm đó đó, cho nên đó là không có chơi cái dơ, mà mướn một cái con ba que đó đi kiếm một con gái sạch để cho thằng Mỹ già này chơi đó. Thì là mẹ tôi học lớp 11, nhưng mà hồi xưa đó mẹ tôi thích đi Vũng Tàu lắm, nhưng mà ở gia đình ông ngoại tôi đồ á đâu có cho đi đâu. Thì sau đó cái con mẹ này nó dụ mẹ tôi, nó kêu đi Vũng Tàu chơi, nó dẫn nó bao này kia nọ đó, mẹ tôi đi theo nó. Mùa hè đi làm sao nó dẫn vô á, là nó biết mẹ tôi là con gái, còn Trinh là gái sạch, thì nó bắt vô nó bán cho ba tôi đó. Thì sau đó đó là ba tôi á mới quan hệ với mẹ tôi rồi. Thì mẹ tôi về á, từ từ đi học không được rồi mới nghỉ học, rồi cái bụng bự lên rồi ông ngoại tôi đuổi ra khỏi nhà. Rồi sau đó đó cái con mụ này nó đi về quê, về Long Xuyên, nó thấy nó mới báo lại cho ba của tôi là ơi cái con đó đó là hôm nay mang cái bầu đẻ con của mày thế này thế kia thế nọ. Thì ba tôi mới đi kiếm mẹ tôi lại, rồi sau đó rồi quen nhau rồi, rồi bắt đầu là mới nhìn nhận con. Rồi mẹ tôi không có chịu, mẹ tôi vẫn ở như vậy, lỡ rồi thì nuôi đứa con thôi chứ không có muốn lấy ổng làm gì hết trơn á đó. Thì tôi chỉ kể tóm tắt thôi. Thì sau đó cuối cùng thì mẹ tôi quá khổ, bà ngoại tôi lén lúc ông ngoại tôi cho tiền mẹ tôi gánh một cái tàu hũ tofu đó, là tàu hũ đường ngọt đó, để đi bán nuôi chị tôi đó. Thì là mẹ tôi đi bán đi đi nuôi làm sao đó, thì cuối cùng cũng lỗ gì đó, không có biết làm gì hết trơn á đó. Đó rất là dở. Cho nên á là chị của tôi bệnh, thì ba tôi trở về, thì cái con mụ này nó cũng báo cho cái ông Mỹ ba tôi hay, thì cũng trở về rồi qua lại với mẹ tôi một thời gian. Thì mẹ tôi bắt đầu mới mới sống chung với ổng, mới là có tôi. Thì trong lúc đó đó thì là cũng là do cái bọn ma que nó móc nối với nhau. Thì mẹ tôi sau đó quen sống như rồi, thì ổng mới hỏi mẹ tôi là ngày xưa tại sao mà lấy ổng thế này thế kia. Thì là mới biết được á, là cái con ba que này nó lường gạt, nó bán mẹ tôi. Nó nói rằng á, là với cái ông Mỹ ba tôi á, là mẹ tôi cần tiền bán để mà nuôi ông ngoại tôi bệnh đó, cho nên á, là ổng tưởng đâu thiệt ổng mới lấy mẹ tôi đó. Thì là xong rồi, cũng hiểu ra cũng ok rồi sống. Rồi khi mà tới cái ngày á thì ổng mới chuyển ra ngoài Huế, thì có một cái năm nào đó tôi không biết chuyển ra ngoài Huế. Nhưng mà trong lúc đó đó mẹ tôi đang mang bầu, một cái bầu, và trên tay có hai chị em tôi ha, là đi theo ổng ra ngoài Huế. Thì có một cái năm đó đó thì bắt đầu là nổi dậy quá, thì mẹ tôi sợ quá, mẹ tôi mới từ ở ngoài Huế đó mới dẫn về, mới đòi về xứ chứ không có muốn ở ngoài Huế nữa. Thì là ổng ổng kêu cho mẹ tôi về. Thì mẹ tôi vừa mang cái bầu, vừa dẫn hai chị em tôi, tay xách hai đứa con và một cái bầu trong bụng, cái bầu cũng nhỏ thôi. Thì là đi ngang á, nếu mà tôi nói đây á là tất cả mọi người mà như là các chú bộ đội á, mà nghe được á, các cựu chiến binh nghe được là biết, và cái người ở Cam Ranh chắc biết cái chuyện này. Thì khi mà từ ngoài Huế mà đi vào, đi tới Cam Ranh đó, đi tới Cam Ranh, thì trong cái Cam Ranh nó có một cái cầu, một cái cầu Cam Ranh đó là để đi 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 ngang qua mới là về về thành phố, về Long Xuyên này kia được. Thì đi trên cái đường đi đó thì họ đi đông lắm, người dân họ đi tản cư, họ đi chạy giặc mà họ đi rất là đông. Thì trong khi có một cái xe chở khoảng từ hai mươi mấy cho tới 30 chú bộ đội, thì mấy chú bộ đội mới kêu nguyên một cái đoàn người và mẹ tôi hãy dừng lại, đừng bước qua cái cầu này, để xe của các chú bộ đội mở đường. Thì theo như tôi nghĩ á, các chú bộ đội và các cô mà du kích cao liên này kia nọ, họ không phải mở đường cho bộ đội đâu, mà họ hy sinh mở đường cho tất cả người dân nữa, họ cứu dân luôn đó. Thì các chú bộ đội, cái này là mẹ tôi kể
chính thức. Vì mẹ tôi không theo ba tôi qua Mỹ là cũng vì cái chuyện này mà mẹ tôi thù mà mẹ tôi không đi. À, mẹ tôi thà bỏ ba chị em tôi không có cha ở lại Việt Nam, không đi qua nước Mỹ vì Mỹ quá ác, quá tàn bạo. Ha, thì trong cái mẹ tôi chứng kiến, mẹ tôi rất đau lòng. Mẹ tôi bị phi khờ luôn về cái vụ này. Thì khi các chú bộ đội kêu thì stop hết, ngừng lại hết. Các anh chị bà con cô bác đừng đi, để cho bộ đội mở đường bước qua cái cầu hy sinh. Thì là cái bọn ba que với cái bọn Mỹ ngụy này nó tàn ác, nó phá cái cầu đó. Cho nên các chú bộ đội nghĩ rằng nó phá cái cầu hoặc là nó đặt bom gì đây, cho nên không cho đoàn quân và không cho một cái bà bầu và hai đứa trẻ nhỏ này, mà hai đứa trẻ nhỏ này là hai đứa con lai. Tại sao bộ đội không để cho nó chết mẹ đi? Người đàn bà dẫn hai đứa con lai cho nó chết đi, mà đi mở đường làm gì? Hả? Đúng là người bộ đội của cụ Hồ, thương dân như thương con. Thì là khi đó, thì là rất là đau đớn. Mẹ tôi nhìn thấy cái cảnh đau đớn khi mà các chú bộ đội, chiếc xe hai mươi mấy gần ba chục chú ngồi trên xe, chiếc xe chở qua cái cầu. Thì cái cầu từ từ tanh bành té bẹ. Các chú nguyên một chiếc xe lọt xuống cái cầu đó là các chú mất tiêu luôn, mất đích luôn. Nước chảy như cắt, nước chảy nhanh rồng rọc. Thì tất cả các người đứng trên đây, các người dân đứng trên đây và mẹ tôi vừa la vừa khóc, kêu trời trời không ơi, kêu đất đất không không dạ. Chứng kiến một cái cảnh người bộ đội Việt Nam mình hy sinh mở đường cứu một đoàn dân và hai đứa con lai. Thì là như thế nào hả bọn ba que? Bộ đội và Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam của tao tốt như cỡ nào mà bọn bay hàng ngày cứ chửi cứ rủa, mà cái ác cái độc của bọn bay dắt voi về dày mã tổ thì bọn bay không nói hả? Bây giờ nếu mà bà con của bác nào ở ngoài cái cầu Cam Ranh, thì từ cái năm mà bắt đầu giặt đó, từ sáu mấy tới bảy mươi mấy đó, cô bác anh chị có biết là cái cầu Cam Ranh nào bị gãy không? Thì mẹ tôi nói thật, mẹ tôi không nói láo. À, rồi bây giờ tôi nghĩ xương của mấy chú bộ đội đang nằm ở dưới đó đó, đang chảy dưới cái dòng sông Cam Ranh đó, trên cái cầu Cam Ranh đó đó. Thì khi đó đó, mẹ tôi đau đớn, nhìn thấy mẹ tôi chịu không nổi cái cảnh này, nhìn thấy bộ đội của Hồ chết như thế này, mở đường hy sinh để cứu. Thì lúc đó là bà con không có đi qua nữa, thì đứng đó rồi tìm cách nào đó, thì cuối cùng đi, thì cuối cùng mẹ tôi cũng về được quê. Thì cái ngày mà mẹ tôi về quê rồi đó, thì cái bọn á, Việt Nam Cộng Hòa này nó rất là ăn hối lộ, mà nó tàn ác, mà bây giờ nó bị đặt nó chửi. Thì ba tôi mới kêu bà nội tôi bên Mỹ á, gửi giấy tờ về, gửi tiền, gửi bạc về, rồi á là làm mua vé máy bay cho mấy chị em tôi và ba tôi và mẹ tôi để mà đi định cư qua Mỹ. Thì làm giấy tờ, làm hôn thú với ổng này kia nọ. Thì khi mà mẹ tôi đi làm á, thì cái bọn ba que nó đòi tiền hối lộ nó mới làm đó. Thì mẹ tôi mới nói với ba tôi rằng á, là bây giờ không có tiền, nó đòi tiền lấy gì làm. Thì ba tôi mới nói là ủa, làm giấy tờ chứ đâu phải đi mua bán đâu, tại sao mà nó không làm. Thì mẹ tôi nói không, nó nói là có tiền nó mới làm. Thì ba tôi mới thấy vậy, mới kêu đó là má của ổng đó, là bà nội của tôi bên Mỹ á, gửi tiền về để mà có chi phí xài tiền rồi đưa cho nó để cho nó làm. Nó làm mà nó nói là nó ăn hối lộ tàn thần sầu quỷ khóc luôn, mà nó nói người ta. Thì mẹ tôi đưa hối lộ cho nó thì nó làm tổng cộng cho là ba cái khay xanh, là ba chị em tôi đó, khi đó mẹ tôi sanh ra thằng 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 em trai của tôi rồi, thì tổng cộng là ba đứa ba cái khay xanh với cái tờ hôn thú của mẹ tôi đó. Rồi sau đó ba tôi mua là mấy cái vé máy bay nữa đó. Thì tới cái ngày mà lên máy bay đó, mẹ tôi cũng đi lên, nhưng mà mẹ tôi lên để mà dụ ổng, để cho ổng đi qua bên Mỹ thôi, chứ mẹ tôi không có đi đó.
Thì khi mà lên máy bay đó, mẹ tôi á chờ ổng đi đâu đó, thì mẹ tôi á dẫn bốn ba chị em tôi vô trong cái toilet ở sân bay Tân Sơn Nhất, trốn nhốt tôi ở trong trỏng, rồi chờ cho máy bay cất cánh bay á, thì ổng đi xuống, ổng chạy tới chạy lui, ổng khóc, ổng chảy nước mắt hết, thì mẹ tôi để cho ổng bay về Mỹ rồi mẹ tôi trở về. Thì sau đó một thời gian á, qua đó thì bắt đầu là giải phóng lên luôn. Thì á, là à, thì ở gia đình tôi á hỏi với những người mà sau này á, tôi lớn lớn lên cũng vậy, thì họ cũng nói là mẹ tôi sao ngu vậy, mẹ tôi sao mà bỏ, mà không chịu đi theo, mà để bỏ chồng như vậy rồi bỏ ba đứa con ở lại đây này kia nọ. Thì mẹ tôi nói là mẹ tôi không tin tưởng người Mỹ, mẹ tôi không có đi, thà mẹ tôi nghèo khổ, mẹ tôi có cực khổ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mẹ tôi không tin tưởng, không muốn đi qua một cái nước Mỹ mà họ xâm chiếm, họ giết những người Việt Nam mà mẹ tôi thấy họ giết mà tàn ác, mà họ viết bất chấp mọi thủ đoạn, họ giết kiểu gì họ cũng giết, cho nên mẹ tôi không muốn đi qua nước Mỹ đó. Mẹ tôi lấy người Mỹ đây là bị họ buôn bán, họ dụ. Mẹ tôi đâu có tình cảm, đâu có yêu đương gì, nhưng mà sau đó thì mẹ sống mẹ cũng có tình cảm, có thương, nhưng mà đi qua tới nước Mỹ mẹ tôi không đi, vì mẹ tôi không tin tưởng người Mỹ, mẹ tôi nói người Mỹ ác độc, mẹ tôi không đi đó. Chứ không phải là chứ nếu như mà, nhưng mà tôi cũng rất là cảm ơn mẹ tôi đó. Khi mà tôi ở lại Việt Nam á, thì tôi còn biết được cái dân tộc Việt Nam, tôi còn biết được cái đạo đức của Bác Hồ, và tôi còn sống trên cái đất nước Việt Nam, tôi mới hiểu được là cái nguồn gốc người Việt như thế nào, như thế nào. Chứ nếu như hồi xưa mẹ tôi đi đem mấy chị em tôi qua đây, bây giờ tôi không biết người Việt là như thế nào đó, không chừng bây giờ theo cái bọn ba que chửi Bác Hồ nữa đó. Cho nên á bọn bay á vừa tham lam, vừa hối lộ, vừa bẩn thỉu, bọn bay ăn của thằng Mỹ tàn gia bại sản, bọn bay ăn tới đánh đổi người Việt người gì, bọn bay ăn bất chấp, bọn bay ăn hối lộ, bọn bay dụ gái, và bọn bay bán gái. Tao nói bọn bay làm những điều bỉ ổi vô liêm sỉ, bọn gì cái gì bọn bay cũng làm hết trơn á, luôn cả vợ của Mỹ bọn bay cũng đòi tiền, bọn bay ăn hối lộ cho được đó. Bọn ba que, bọn bay xấu xa như vậy đó mà bọn bay không biết hả? Bọn bay nhìn lại bản mặt của bọn bay đi hả, cái gì tao cũng biết hết trơn á. Những người nào mà những cô chú nào mà đi bộ đội, đi giao liên, làm nữ du kích, có đi hoạt động cách mạng hồi xưa, hôm nay á tôi đã nhìn thấy, và tôi đã sống ở tròn xóm, tôi đã sống, tôi đã thấy hết tất cả. Cũng như tôi thấy rõ ràng, chỉ coi một cái chương trình thôi, một cái chương trình mà mẹ chồng nàng dâu đó, thì tôi thấy đó, khi mà những cái bà mẹ chồng nào đó, mà những cái cô mà có đi bộ đội của cụ Hồ đó, thì là lên đó chia sẻ đó, là cái người mẹ chồng đó đó, họ thương con dâu, họ làm việc cho con dâu như là con gái ruột của mình. Đó là cái cô chú bộ đội đó, họ tốt tới mức độ đó đó. Tôi thấy cái chương trình mà mẹ chồng nàng dâu đó, do mà cái chú Quyền Linh làm MC đó, là tôi thấy đó, những cái cô chú nào mà lên đó mà nói là tôi là mẹ chồng mà hồi xưa là trời ơi không có sao hết trơn á, mẹ chồng á hồi xưa đi trong chiến tranh nó cực khổ, làm gì gì bây giờ hả, là làm cho con dâu hết á, chưa? Đó là cái chính mắt tôi thấy khi mà tôi còn nhỏ bên Việt Nam, tôi đã thấy, tôi đã tìm hiểu. Khi mà tôi qua đây rồi tôi sống, những cái gì mà lên cái chương trình đó mà tôi coi, tôi nhìn, tôi cũng thấy, tôi nhìn thấy rất là sâu sắc hết của cái người mà đi hoạt động cách mạng. Họ rất là có tình cảm, họ rất là thương bộ đội Bác Hồ, họ rất là thương dân, họ mặc dù họ sống, ai mà làm con dâu con rể của họ rất là sung sướng, họ săn sóc, họ chăm sóc, họ yêu thương, họ coi như là máu là thịt, họ coi như là ruột thịt của mình. Đó là những cái chương trình mà tôi thấy rõ ràng. Còn đây nè, tôi nè, hồi xưa đó
Tôi cũng còn nhỏ nhỏ, tôi cũng có đi chơi với con của cô bé. Thì cái cô bé này á, cô bé này cô cũng đi trong cái chiến tranh. Thì tôi không có hỏi cô, nhưng mà tôi nghĩ chắc là chồng của cô bị mất rồi đó, bị chết vì vì chiến tranh rồi. Thì cô còn hai đứa con thôi. Thì tôi á, hàng ngày tôi đi chơi chung với hai đứa con của cổ. Nhưng mà tôi nói thiệt á, nhà của ông ngoại bà ngoại tôi á còn ăn sung sướng hơn nhà của cổ nữa. Tôi thấy á, cổ làm hả, bọn bay á, là bọn cái bọn ba que nó nói á là tràn qua miền Nam để cướp giật, để ăn này kia nọ, để cướp giật, để lấy tiền, để ăn, để hưởng thụ, để sung sướng cho các cô các chú bộ đội. Nó nói hoàng nó không có, chính là dân ở Long Xuyên đó ăn còn sung sướng hơn của các cô chú làm việc ở ở tại cái thành phố của tôi thấy rõ ràng. Hôm nay tôi chỉ nói tới đây thôi, tạm thời xin khi nào tôi rảnh hoặc là tôi sẽ nói tiếp cái khác.